Rồi, clip này mình lên pin lithium 3 ớt vuông ớt ha. Nhưng mà cái clip này quay chi tiết pin 3 ớt cho anh em xem ha. Đó, 3 ớt thì mình ra mẫu cho anh em thì đi bộ có 8 xe pin là 30A ha. Đó, gồm sạc ba lô đầy đủ ha. Sạc ba lô đầy đủ thì pin 30A này á, là chạy một mạch xả ha. Một mạch xả 150A thì giá của con này thì giá của nó giờ hiện tại là 1.6 triệu là anh em nhận được ha, gồm sạc ba lô đầy đủ hết ha, pin luôn tới tay luôn là 1.6 triệu. Còn pin mà hai, còn pin này pin chạy 12 xe pin mà 45A bóng mét này thì giá của nó hiện tại bây giờ là 2.3 triệu ha, chạy hai mạch xả, chạy hai mạch xả ha. Đó, còn pin là pin 60 của 4S đây thì chạy hai mạch xả thì giá của nó là 60A này giá của nó là 2.6 triệu ha. Nói chung là máy chạy hai mạch xả thoải mái, pin này giờ nó rẻ dữ rồi ha, rẻ nửa tiền luôn rồi, hồi đó nó mắc ha. Còn bên đây thì 131 ha, 131 hai đồng hồ rồi, chạy là cái này chạy là 4 mạch xả ha, 4 mạch xả, hai mạch này với hai mạch kia là 4 mạch, với mạch công bằng 5.5A, giá của con này là 6.3 triệu ha, 135. Còn 185 thì chạy cũng 4 mạch xả ha, mạch công bằng 5.5A luôn thì giá của nó là hiện tại bây giờ là 7.3 triệu ha, 7.3 triệu. Còn bên đây thì đang có pin là 285 ha, 255 đang vô hộp này, giá của nó chạy là mà hai là chạy là mạch á là 6, bên đây qua đây là 6 mạch xả, bên đây là qua đây là 6 mạch xả, một mạch cân bằng 5.5A, giá này là 11.300.000 ha, 285 ampere, 11.300.000 ha, là pin 4S rẻ tiền, 331 cũng không ha. Đây cũng xong hết rồi, nói chung là máy này xong hết rồi ha. Chờ anh em là hai đồng hồ. Đó thì cấu hình xong hết. Anh em có cần gì có alo em. Dòng pin này ha 4S. Giá của nó là nhuyễn này. Thì trong khúc này thì mấy dòng pin này là ok nhất, tại vì anh em đi bộ cũng 30 45 60 là cùng. 60 này nó cũng ra 6 kg nặng lắm rồi ha. Còn pin đó thì 135 thì anh em cỡ như đi bình nước 150 hoặc 120 thì xài đó cũng được. Mấy giờ qua anh em đang xài pin 150 ăn lên thì xài pin 185. Còn đây là 200 mấy ha, giá nó nhuyễn. Còn dòng 3S thì nó mắc tiền ha. Đó, dòng 3S mắc tiền, xong anh quay chung với 3S luôn đi. 3S thì nó mắc tiền, đó giờ pin khối của nó ra là đã mắc tiền rồi, từ xưa giờ rồi ha. Còn anh em tôi mẹ ít ta lấy là tại vì giá thành người ta không có tiền lấy luôn, mà nói thật luôn, nếu mà pin nó lớn là không có tiền để lấy đâu, tầm 2-3 triệu viên nữa. Nó lấy 100 viên và 100 cũ thì người ta không có lấy đâu. Pin này thì có pin mới từ 50 ăn lên ha, 50 chạy hai mạch xả, ba lô đầy đủ luôn. Đó, máy này đều hai mạch xả, giá này là 3.2 triệu. Còn 75 là 75 á thì bên đây ha, nó vô hai loại hộp, hộp trai với hộp này. Còn pin này là pin 75 ha, 75 thì giá của nó là 4.2 triệu, 90 là 4.9 triệu ha. Còn 120 thì 90 là 4.9 triệu, 120 là 5.7 triệu. 120 là qua đây ha, là 120. Còn 175 là 7 triệu đây. Đa số 175 anh em đang xài bình 200 nữa là xài 175 7 triệu. Còn hai bắt đầu nó lên tới 285, 280 ha. 280 hiện tại bây giờ còn cục hay cục đồng hồ này à. Chạy 4 mạch xả nó như clip này à, cũng cục này luôn à, 280 để cho anh em 10 triệu tròn luôn. Bớt 300.000 tiền hộp ha. Còn cái này mới ra thì là 10.300.000 tiền hộp. Ha. Cái này cắm rắc vô cái này xong rồi mà tại chưa cắm rắc á, còn dưới đây nó gắn liền dưới đây thì cắm rồi à. Tại nắp này đẩy xuống anh em đặt hàng mình ghi cái tem bảo hành cái phần dán nó đẩy xuống đây xong. Đó. Còn bên đây là pin 350, 350 giờ 12 triệu ha. Đây 350 nằm đây này. 12 triệu. Đó thì anh em là cần gì có alo em ha. Từ pin bổng, còn pin này là 500A là 18 triệu à. Đó, hai cọc này là 250A, hai cọc con này là 250A cộng lại là 24V thì anh em nói từ qua cộng là lên ha, 24V là 250A, còn nếu anh em cộng 12 12 thì ra sẽ là 500A. Đó, đây cũng có cục pin 4W 310A đây. Chạy 12 mạch à. Pin khối mắc tiền à. Chạy 12 mạch ha. Giá con này là 15 triệu à. Gồm một cục sạc 50A ha, còn mấy cục pin này là gồm sạc 50A, từ 120 lên là gồm pin cục sạc 50A. Đó. Còn cục pin 500A này gồm hai cục sạc 50A. Đó, còn pin bỏ máy móc thì đòi clip này anh cũng quay sơ cho anh em biết thôi. Clip thì mình quay thẳng luôn ha, không có chỉnh sửa gì hết. Đó, anh em cần gì có alo em, có sẵn hết ha. Đó, còn đây thì pin bổng đây, đây thì đang lắp pin tiếp tục ha. Nói chung là mình làm pin bổng test xả có sẵn, pin này pin 175 ha. Đồ đạc mình có sẵn rồi, khỏi phải lo, bên đây cũng vậy, pin đang lắp à ha, 175 à. Đó, còn đây là cấu hình, bên đây là máy đầu linh tinh ha, anh em ta gửi tới với máy mình làm để qua bên á. Anh em nào mua máy dùng tỉnh nào mình sẽ giao tới nấy ha. Đấy,
Còn đây là cũng một cái máy thành phẩm xong. Ở tỉnh thành vào đó ở đâu hồi nãy, còn mấy dòng này là cứ làm khuôn để sẵn ha. Chỉ cần gắn miếng áp, tại vì mỗi dùng mỗi tỉnh nó khác nhau ha. Không có làm sẵn cái đó được, tại vì mỗi dùng mỗi ấy khác nhau hết. Còn pin bọng thì có đầy đây ha. Anh em cần cái alo em trực tiếp. Đó, đây thì kho đây, bên đây còn mấy thùng sẵn quay sơ sơ luôn, sẵn kiểm tra để mình lấy hàng ha, Tết tới rồi. Ha, quay lại cũng 2 tháng nữa Tết tới rồi. Đó, máy pin này là pin của đề xe máy bình ấy đâu à. Sẵn là mình cũng kiểm tra những đơn hàng và pin rồi luôn. Tại máy này là máy để mình quản lý, mình không có kiểm. Đây là 90, 75. Đây mấy thùng ha, còn đây là pin 250. Còn 2-3 cục để dành nhằm khi làm 500A cho khách á, nên mình chưa làm. 28 còn nhiều, làm lên cho anh em cái chục cục á, bán giá rẻ cho lại cho anh em. 28 là được trước anh em ta mua 12 triệu, gần 12 triệu, giờ nó có 10 triệu. Rẻ hơn 2 triệu bạc à, ha. Đó, còn đây là mấy thùng pin đó. Bên này mới về, bên này 120 à. Mấy lô này mới về. Bên này pin 50. Còn thùng này mấy thùng pin gì đây? À, bên này 175. À, 175, 175 thì ở đây hỏng về mười mấy thùng đây. Đó, như pin này 1 triệu mấy một viên, hiện tại bây giờ nó rẻ hơn cũng ít à. Còn đợt trước gần 1,5 triệu, 2 triệu một viên. Còn dòng pin to kia 2 triệu mấy thì tiền đâu ta lấy, ta lấy 100 sale 200-300 triệu đâu lấy. Còn pin 331 không lấy gì đâu, mười mấy 20 thùng à. Dòng pin này thì 4 quét rẻ tiền, pin này giờ khoảng 8 triệu thùng à, cái gì ra? Chưa được 8 triệu 7 triệu thùng à. Bên này giờ có 80.000 sale thì 80.000 sale thì một thùng 80 sale. Anh em nhân ra ha, có 7 triệu hơi 7 triệu mấy à. Đó mà lấy mười mấy 20 thùng gì cũng để à. Nó làm cốc cách cho anh em từ bộ giấy ha. Đa số ta đi bộ thì ta mua thôi chứ còn ngày ta không có mua. Nha. Mười mấy 20 thùng có sẵn hết à. Quỷ bên này rẻ ha, nên anh bạn ta phải xài, nhưng thực tế á nó vừa rẻ, nó vừa nặng, nó vừa ít dung lượng, nó vừa nóng pin, vừa dễ chết pin này, giá tiền nó cũng rẻ nữa con này luôn ha. Rẻ nữa ba ít. Đó, anh em cần thì có alo em. Tư vấn cho nó dễ ha. Còn nếu mà pin khối mà 4 quét mặt tiền anh em mua không nổi đâu. Nó như mấy cấu hình này chạy năng lượng mặt trời mình chạy cũng bớt rồi. À, chạy 7 cell này, chạy 24V là xài 7 cell. Còn nếu mà anh em xài như 54V, 48 hay 48V như xài 13 cell. 3V7 xài đầy 42. Pin này thì dung lượng nó sẽ báo volt chuẩn ha. Thí dụ nó 29V là 29V chuẩn, là anh em xài xuống tới 22V đó nhá. Là volt chuẩn là anh em còn bao nhiêu điện anh em biết, còn thằng 4W còn điện hết điện nó vẫn là 28 hay 29V. Nên anh em đang xài cúp điện ngang là bình thường. Tại thằng 4W nó không có biết dung lượng còn ai hết. Còn thằng 3S thì sao biết, chuẩn 100%. Nên ta xộn 3S ha, 3S dòng sản lớn và cao, mình bán số pin này là hàng ngàn viên thành phẩm ra ngoài ha, chưa ai hư ha, tục tạc bán là bảo hành cho anh em 2 năm. À, bán đóng gói thành phẩm bảo hành 2 năm, còn em lấy giá gốc thợ về làm thì mình để cái giá cho anh em về thợ thầy về làm ha, kiếm tiền. Đó là tùy anh em thôi. Pin nào cũng vậy hết. Như pin này mình báo 80k, nếu mà anh em lấy thùng này mình tính rẻ lại nữa ha. À, lẻ thì anh em mua lẻ viên lẻ thì tính 80k thôi. Đơn giản vậy thôi, anh em mua nhiều thì mình giảm lại tí nó vậy. Đó, rồi pin bọng có sẵn ha. Clip bọng thì anh quay liền luôn, khỏi cần ấy. Thì là mỗi lần clip là đợt trước mình làm ở dưới cái khu này nè. Anh em cũng biết mà, mấy clip trước mình làm là ở đây nó nhỏ chặt quá, đem bên kia cho nó gọn. Ha, xây bản lên cái kho làm cho nó gọn. Còn nó lấy là hàng nên tin vẫn để bình thường thôi. Cái chút chút linh kiện quá trời luôn. Ha, bỏ thùng cò đạp, cò bọng nè. Cò bóp rồi, trên đây à, linh kiện nè. Hộp xẹ, cò bóp mình lấy in theo tên yêu cầu mình nè. Thưởng ô công rồi. Đó, hàng VIP đồng mắc tiền không, in một lần về về cốt đồng cái đóng mà. Nhiều người hỏi xong làm cốt đồng nó dở, nó không bằng tải nhiệt, bằng cái thằng điện ra chập nhiều cộng, nên mình mới xài điện ra chập nhiều cộng ha. Nó không nóng, nó không hư. Viên áp bọng à, mạch tụ bọng thùng thùng à, có sẵn là mình đâu có chờ đợi ngày nào đâu. Mình làm giờ nói chung là đồ có sẵn, anh em mua cũng có, cái gì cũng có. Đã mình lấy gì mình làm mà mình sản xuất mà, nó đầy ha. Viên áp bọng à. Nó có rất là nhiều, khỏi phải lo. Đây này là thùng của miếng áp nữa nè. Full hết, cái nào cũng là đầy nhóc hết. 556542 ha, ý là bên đây còn kho bên kia nữa ha. Đó, anh em cần cái gì alo em, tụ bọng linh kiện ha. Đó, mấy cục pin này ra làm về bữa cho nó hết thì mình lấy luôn, mới công ôm lên nó nặng nề lắm. Nó có đầy đủ ha, cần cái gì cái alo em, tư vấn cho nó dễ. Rồi pin bọng máy móc ha, có đầy đủ hết. Giá giờ giảm nhiều rồi, xịt giờ giảm nhiều ha. Clip sau mình sẽ quay ra xịt cho anh em ha. Xịt giờ giảm 500 triệu, 1,5 triệu hết rồi ha. Mấy anh em mua máy dễ mua lắm. Giá thành nó rẻ, chất lượng thì đời nó còn linh kiện đồ đạc nó chất lượng hơn đợt trước nè. Kẹp bọng dây điện à, thế dữ luôn á. Nhưng mà giảm ha, mình giảm là giảm cái tiền lời lại đừng cho anh em xài, chứ không phải là mình giảm cái tiền đồ lại ha. Đồ thì vẫn vậy thôi, chất lượng hơn nữa. Dây điện kép rờ, kép lớn, kép nhỏ, đồng gì có đầy đủ hết à. Đó, kép lớn, kép nhỏ có đầy đủ à.